Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dương Khải Gaming. Và Dương Khải sẽ chúc anh em buổi xem video vui vẻ lắm rồi. Và ở video này thì Khải đang hoán binh giới mà hoán chưa ra anh em. Bây giờ thì Khải sẽ lên đảo. Khải sẽ lên đảo, mặc sắc đồ mới của Khải vào. Xem thử lượng mana như thế nào nha anh em. Thử ổn đỡ đánh không nha anh em ơi. Đây, được rồi. Chuẩn bị mic đây. Lên đảo, trước khi lên đảo thì Khải sẽ đưa cái nón xuống cấp 4 nha anh em. Khải sẽ đưa cái nón xuống cái nón lá cấp 4. Đưa nón lá cấp 4 thì Khải sẽ dùng 5 cục 5 binh chi tinh. Đó. Lần lên đảo phải cho nó đẹp trai tí nha. Có thiếu gì nữa không? Giày, đai lưng thì bỏ đai lưng mới rồi. Đai lưng. Bỏ ok. Thôi, ép cái nón trước nè. Đưa nón vào nón lá đã. Nón vào nón lá đã, lên đảo thôi. Thở ren. Vật phẩm khảm nạm. Bước đầu khảm nạm. Đánh cấp, đưa hạ cấp nha em, hạ cấp xuống cấp 4 luôn lá. Khải hạ cấp xuống luôn lá nha em. Ấy, từ từ. Như là không cần thoát, vẫn xuống cấp được. Dùng nam binh chi tinh xuống cấp nha em ơi. Đó, tiếp tục. Xuống luôn lá. Thương dân, thương dương bắn ngựa à? Ok. Khải xuống cái nón là xuống thương dương bắn ngựa này. Xuống nông lá nha nè. Lúc này phải xuống nông lá không? Đó, ok, chắc chơi người dơi nha em ơi. Thương dương bán ngựa. Đó, mang nông lá đánh cho nó chắc nè. Đổi tên xin cây kiếm nó sẽ ra cho cây nỏ ha. Thương dương bán ngựa anh em ơi. Đâu anh nào ủng hộ một viên lam, một viên lục đâu anh em. Ủng hộ viên lam, viên lục hoán luôn nè anh em. Đâu có thấy ai đâu ta. Ok, lên đảo nha em ơi, tiếp tục lên đảo nha. Nói chung là đợi tiếp thôi, không binh tiếp thôi. Hà đẹp trai còn sân bắp phép à. Ok, thay cái đồ mới rồi em ơi. Bỏ cái con heo này ra, quên con voi này ra. Lam 130 vạn à, đau anh em. Hay được Khải ép đồ vào anh em ơi. Nông lá này. Chủ yếu lên đảo là mang nông lá, là mang đồ, là đồ mới vào anh em. Đậu xanh. Kẹt nút à. Đai lưng này. Ngọc bội này, nông lá này. Trời ơi mà nào 800 anh em ạ. Lượng mà nào 800. Ok. Trời mana này quá ngon em ơi. Đây là kiếm cái nhẫn chón dòng một đẹp đẹp nó là ok anh em. Này thời gian chúng độc rồi. Nhẫn này chón 20 thôi, mang tạm nhẫn chón 20 thôi. À, ok. Đó. Đẹp chưa? Đang hoán cái nỏ, hoán chưa được nó là phải lên đảo luôn. Tối nay khi nào hoán được cái nỏ thì mang nỏ vào thôi anh em. Đai lưng làm chậm đồ bán nè. Nó là đồ bán lại nè, ngọc bội. Đẹp trai quá, đẹp trai quá. áo như cũ thôi anh em. Nón đẹp này. Phòng thủ này. Lượng phòng thủ lên 38 rồi. Vô quá ngon nè em ơi. Khả sẽ tăng rồi lượng máu nhiều, 50, nhưng 50 cao quá. Máu khoảng tầm 3k đẹp. 3k là gọi là nhiều quá anh em. Đâm cầm mốt. Đâm 3, 30. Rồi ok. 5 này thì không có sức mạnh nè, phải ít nhất thanh sức mạnh vào đời tí nè mày. Đó là điểm sức mạnh được thay cái nỏ. Ép một số điểm sức mạnh nữa nha anh em. Số điểm sức mạnh được rồi. 18 này. 18 từ nhẫn này.
11 từ gia truyền thì chỉ cần khoảng là có 29 điểm rồi. 29 điểm như trên này, 20 là 49. 49 là thiếu 11 sức mạnh nè. Thiếu 11 sức mạnh nè. Thiếu 11 sức mạnh nè. Thiếu 11 sức mạnh, 5k3. 23 nữa. 31 là đủ rồi nè. Rồi 31 đủ. Rồi, ok. Không đủ 5k anh em ơi, không đủ anh em. Chúng mà tầm này cắn thuốc lắc vào tổng kim là đặt móc 6k2 rồi, dư móc 6k2 luôn. Tầm này vào tổng kim đặt móc 6k2 rồi anh em. 6k2 rồi. Tầm 100 sinh khí thôi hả? Đủ 100 sinh khí yếu không anh em? 100 sinh khí cái này 31 nha. 100 sinh khí hơi yếu ấy. Mới có 2k5 rồi, ui yếu sinh lý vậy. Khải nghĩ 5k3. 5k3 kẹp theo thiếu 5. Kẹp thiếu 5 là 5k7. Vô tổng kim lắc lên được 6k mấy á. 6k mấy á anh em. Tầm ít nhất phải 6k4. Nếu vô tổng kim phải 6k4. 6k4. 2k6. Nội lực 800 ít gì anh em. Nỗ lực 800 là ngon mà. Cái này Khải thay thì mới nhận này. Có nỗ lực là nỗ lực Khải vừa tròn 800 anh em. Nỗ lực đẹp á anh em. 5k7. Năm k 5. Sinh lực ít dữ ta. Em thấy sức lực ít không? Nếu mà giờ thì lực tây nếu mà bỏ 10 xuống nữa một ok. Lại một lần nữa này. Cái này 1 1 5 1 5. Đó, còn lại hết thông pháp. Thế là Khải mắt tại từ kinh rồi nên là khá là nhiều điểm. Cái nỏ này lực tây Khải nếu mà mang nỏ kia lực tây chắc bị giảm rồi nè. Mang nó kia lực tay có sát thương có 32 thôi. Nó kia lực tay có 32 thôi em ơi. Nên là khó mà lên được 5k5 nè. 5k4. 555. Trời ơi thiếu điểm. Mới 2k5 lực tay 5k5. 1 nè. 90. Mang cái nọ kia thì chắc chắn sẽ bị tục điểm rồi, bị tục tục đam rồi. Mang nọ kia sẽ bị tục đam anh em, không lên đam được. Rồi ok. 5k5. Rồi. Cầm điểm nhanh như thế nào ạ? Anh em nhấn nút control anh em, giữ chuột nhấn control là được thôi. Rồi ok. 5k5, nhưng mà mang cái nọ kia vào thì nó hết rồi, mang cái nọ kia nó mất 8 điểm lực tây rồi anh em. Mang 8 điểm lực tây rồi. Trời ơi 800 mana quá là ngon luôn nè. Tầm này là con lôn, tầm này là quá chắc luôn nè. Vào tống kim, nói chung là con lôn Khải chủ yếu đánh tống kim thôi. Chủ yếu đánh tống kim thôi. Mang cái nọ 32 chắc nó sẽ giảm xuống còn 5k4 thôi em ơi. Nó giảm xuống còn 5k4 thôi. Tám trăm mana này cái chắc rồi. Khả thay cái nhẫn thôi, cái nhẫn này hơi cùi quá. Khả thay cái nhẫn khác là 800 mana là đẹp luôn em. Nhưng mà vấn đề là hiện tại phải kiếm lại ngọc bội khác. Ngọc bội này làm chậm 30 thôi, nên là lúc nào cũng phải đi kèm ngà mi, phải có ngà mi thì mới đặt móc làm chậm. Đó anh em cùng xem lại set đồ này. Phòng thủ này 19 nè, gia truyền thì kháng cảm 17, mà gia truyền này chắc cái hôm phải bán em ơi. Bán mua dây chuyền thổ để mang cái nọ chuẩn bị hóng binh thôi. Đây anh em xem là đồ này.
chung cái nọ này Khải sẽ thay rồi, Khải sẽ thay cái nọ này vào nhưng mà chưa hoán được anh em. Đây Khải sẽ thay cái nọ này vào là cái chắc luôn. Ấy cái nọ đỡ bên con kia rồi, bên cái series hoán bình đó. Thì cái nọ tóc 20 số thương 32 từ cái đao của Khải á. Đó lực tay như thế này thôi, cố gắng lên vài cấp nữa tăng tiếp lực tay thôi. Đây anh em xem sơ đồ lần cuối này, xuống đảo này. Và tay chưa hoán được Vô Giang ơi, chưa hoán được. Nhận này sẽ kiếm lại cái nhận thủy khác anh em, xin lực một chút, chón 30-40 là được. Tại vì đi kèm nghe mi là chủ yếu anh em à, Khải chủ yếu đi kèm nghe mi nên là cần 20-30-40 cái nào cũng được, miễn sao xin lực nội lực được tí là ok. Rồi tính ra tháo cái nhận này ra thì máu lại mất hơn 91 rồi. Nhận làm chậm 40, ngập bòi làm chậm 30. Đai lưng phòng thủ xin lực nội lực, nói chung là Khải kết cái đai lưng này là nó ở dòng phòng thủ anh em, dưới dòng nội lực. Rất là tiếc là nó là dòng 2, nhưng mà cũng được anh em, mang dòng 2 cũng được. Tại vì mang dòng 2 cũng mang được một món khăn lôi đỡ, có thể trụ với giỏ đăng công luôn. Giỏ đăng nó đánh lôi sắc còn đâu lắm. Rồi áo, áo cũ thôi, giày kết dòng 1 sẽ lụng lực. Ok, anh em xem video này thì đừng quên cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ nha mày. Ok, lần này xuống đảo thôi mày. Và Khải sẽ có khá là nhiều thay đổi ở lần thay đổi này, đỡ tối thử như thế nào nha em. Ok, xuống đảo.